Từ lâu, ô mai đã trở thành một món đặc sản của đất Hà Nội. Một thứ quà mà chỉ nghe tới đã thòm thèm. Đó là một món ăn vặt rất dễ nghiện. Từ người già đến trẻ nhỏ, chẳng bao giờ có thể chối từ được sự hấp dẫn của cái vị chua chua, cay cay, mặn mặn, lại ngọt ngọt từ thức quà ăn vặt này. Không chỉ vào những ngày lễ Tết mà ô mai luôn là thứ đồ ăn vặt người ta yêu thích hàng ngày. Có người thích nhấm nháp vài quả ô mai khi rảnh rỗi. Có người lại có thói quen thả vài quả ô mai vào ly rượu cho đượm mùi. Nhiều năm nay, nói đến ô mai là người ta nghĩ ngay đến phố hàng đường với nhiều thương hiệu nổi tiếng như Gia Lợi, Gia Thịnh, Tiến Thịnh, Hồng Nam. Hôm nay là đến đây mua mai để tặng bạn bè trong Sài Gòn. Thế trong đấy nó không có, mà cái đây đặc sản Hà Nội đâm mình mua trong đấy là làm cái quà biếu ấy. Bây giờ đây, cái hàng nhà này thì mua lâu năm rồi, mà cũng có cái thương hiệu ở đây rồi nên mình cũng đến mua. Bạn bè mách là mua đầy đây cũng không thấy đảm bảo chất lượng đến đây mua. Tuy nhiên có một thực tế là ngoài những loại ô mai như sấu, me xào do chính những thương hiệu này tự sản xuất, còn đâu có tới hơn nửa số ô mai tại những cửa hàng này được nhập về từ những lò sản xuất ô mai tại nhiều địa phương khác. Thì mình có những cái cơ sở ở bên Hưng Yên mà này, là để tẩm ướp cho mình sẵn rồi. Mình chỉ việc ví dụ như món nấu thì mình người ta nấu mình ở đấy rồi. Mình chuyển đây mình xào lên mà. Còn nếu mơ người ta muối hết cho mình rồi, người ta sấy cho mình rồi, nên đường nên muối cho mình qua đây mình ướp gừng, ướp đường và mình bán thôi. Đó là những ô mai cần qua nhiều công đoạn chế biến cũng như mặt bằng sản xuất như chanh, muối, mận, mơ. Và tất nhiên, dù có uy tín nhưng chất lượng cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm của những loại ô mai được nhập về từ lò sản xuất, chính những chủ cửa hàng cũng không thể kiểm soát hết được. Và chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của những lò sản xuất này là như thế nào? Thưa quý vị và các bạn, hiện tôi đang đứng ngay cạnh một bể ngâm ô mai của xã Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội. Đây là một địa điểm nổi tiếng chuyên sản xuất các loại ô mai và từ đây ô mai sẽ được phân phối đi khắp các đại lý nhỏ lẻ trên các địa bàn lân cận. Khu sân phơi này là một bãi đất khá rộng, nằm ngay bên vệ đường, được mấy hộ thuê của Ủy ban Nhân dân phường Đồng Mai để sản xuất nguyên liệu cung cấp cho các cơ sở làm ô mai. Sân phơi chỉ một khu nhỏ được lát nền xi măng, còn lại là nền đất. Khắp khu vực nơi đây, chất đầy bao tải đất lẫn cát đã rách nát, rác sưởi vương vãi khắp nơi. Trong suốt quá trình làm việc, tất cả các công nhân đều không có bảo hộ, cứ tay trần, chân đất, vô tư lội vào đám ô mai phơi trên sân. Dụng cụ lao động cũng chỉ là vài chiếc thúng, chiếc gạt. Rải rác quanh sân là những hố dùng để ngâm hoa quả tươi với nước muối. Đây là quy trình đầu của việc sản xuất ô mai. Một số hố được xây dựng bằng gạch, một số được làm tạm bợ, đắp bờ bao bằng bao tải cát.
các hố ngâm đều có mái che bằng fibro xi măng gác trên những chiếc cọc tạm bợ. Quanh các hố ngâm đều không có che chắn gì, các con vật có thể rơi xuống hố bất kể lúc nào. Dung dịch trong bể, thứ mà những người làm ô mai này gọi là nước muối, bốc mùi chua nồng nặc, mặt nước sủi bọt và kết thành váng đen nổi lềnh bềnh, lẫn lộn với bao tải, gạch đá, đất cát vương vãi xung quanh. Cái bể ngâm, bể chứa nước muối đấy, nhưng mà nó lại lẫn cả tạp chất khác nữa vào và làm cho các cái vi khuẩn ở trong đấy, vi khuẩn ưa mặn, nó có thể phát triển được. Tuy chúng ta hiểu là nước muối thì hạn chế cái vấn đề vi khuẩn phát triển, nhưng cũng có những loại vi khuẩn nó sống được ở trong cái môi trường mặn và nó phát triển được, hoặc là trên bề mặt của cái bể, hoặc là cái thành bể ngâm, cái thành cái chum cái vại ngâm đó mà ruồi nhặng nó bơm vào thì nó cũng có thể đẻ ra những cái trứng rồi các bọ gậy mà họ có thể sống được và phát triển được, gây nên cái rối loạn tiêu hóa, tả lỵ, thương hàn, vân vân. Bao tải, ni lông, bạt sau khi sử dụng được vứt chất đống khắp nơi, nước từ các đống rác, bể ngâm, hoa quả thối chảy ra ngấm xuống đất, làm mặt đất khu sân phơi đen ngòm, nhếch nhác. Nguyên liệu phơi trên sân thì chẳng được giải bạt hay ni lông gì mà được trải thẳng xuống nền đất. Cẩn thận hơn thì được lót bằng một tấm bạt cáu bẩn, chẳng sạch hơn nền đất là mấy. Và khi được hỏi đến vấn đề vệ sinh thì họ bao biện. Cấm vào bể thì chứ đất đâu. Để cái ra công thì phải bể xung quanh đi ạ. Cấm bể đấy chứ. Qua tìm hiểu, được biết quy trình chế biến ô mai rất đơn giản. Nguyên liệu để làm ô mai sẽ được ngâm thẳng xuống những hố nước muối đen ngòm mà không cần qua công đoạn rửa nước. Sau đó, công nhân dùng bao tải cát xen lẫn đất đá, rác, cỏ dại hoặc là tấm bạt đậy lên để bắt đầu quá trình ủ. Thưa quý vị và các bạn, sau khi ô mai được ngâm tại các bể muối thì sẽ được phơi ra các bãi đất như thế này. Qua công đoạn phơi khô là gần như đã hoàn thành, chỉ cần đóng gói vào bao. Dễ nhận thấy, hầu hết số quả được đưa đến làm nguyên liệu đều được thu mua từ các chợ đầu mối về trong tình trạng ủng vàng, đã chảy nước. Thậm chí không ít trong số đó đã thối rữa, sập nát, lên mùi chua mốc. Tuy nhiên dưới bàn tay tài hoa của những nhân công chế biến thì số hoa quả tưởng như bỏ đi đó sau khi hoàn thành công đoạn cuối cùng lại trở thành món ô mai ngon mắt trong mắt người mua. Các cơ sở, cửa hàng bán ô mai ở Hà Nội sau khi nhập hoa quả mặn từ đây về sẽ tiếp tục một số công đoạn chế biến cuối cùng như làm ngọt, xào đường, trộn gừng, rồi san ra thành các khối nhỏ, đóng kèm thêm nhãn mác, rồi đưa đi tiêu thụ. Chứng kiến quang cảnh cũng như quá trình sản xuất ô mai của một trong những lò sản xuất ô mai lớn nhất Hà Nội, không ai không khỏi rùng mình. Thiết nghĩ với kiểu chế biến thực phẩm thế này, liệu sức khỏe của người tiêu dùng sẽ ra sao? Nhiễm các cái hóa chất, đấy, cụ thể là chất bảo quản, đấy. Người ta đưa vào với một cái liều lượng mà không chỉ là ước lượng thôi, không có định lượng một cách chính xác được, cho nên thường là vượt quá yêu cầu cho phép. Ví dụ như chất bảo quản, nhóm sulfur, sulfit, nitrit, các cái nhóm đó. Hai nữa là chất tạo màu,
ví dụ như là các cái loại phẩm màu mà bị cấm do độc hại, y học đã chứng minh được và cấm sử dụng trong cái ngành công nghiệp thực phẩm thì người ta vẫn cứ đưa vào, ví dụ như màu tạo màu đỏ, màu vàng hay vàng hay là các manh chẳng hạn. Rồi cái nhóm hóa chất nữa đó là cái đường hóa học, ví dụ như saccharin, đường cyclamat này. Đấy, là những cái loại đường mà đã bị cấm rồi. Đấy. Thế nhưng mà người ta vẫn sử dụng thì sẽ gây độc hại cho cơ thể của người sử dụng. Nguồn gốc của ung thư đường tiết niệu hay ung thư trực tràng từ đấy. Nhìn những quả ô mai được gói trong những hộp nhựa sạch sẽ, ít ai có thể tưởng tượng để trông ngon mắt như thế này thì trước đấy những quả ô mai này đã phải nằm trong những bể sùng sịch sủi bọt và kết thành váng đen đặc quánh, rồi sau đó được phơi trên nền đất bẩn thỉu cạnh bãi phế liệu. Có lẽ chỉ cần nhìn vào những công đoạn chế biến này, người tiêu dùng cũng đủ hiểu tác hại đến sức khỏe khi sử dụng những loại thực phẩm mất vệ sinh như thế này. Rõ ràng, ngay cả những cơ sở buôn bán ô mai có tiếng tăm, uy tín còn chưa thể kiểm soát hết được chất lượng đầu vào của những quả tiền ô mai, nói gì đến những sản phẩm ô mai trôi nổi trên thị trường. Là một trong những đặc sản đất Hà Thành, ô mai không chỉ được người ta đem làm quà biếu cho khách phương xa mà còn là món quà ăn vặt hàng ngày được nhiều người yêu thích. Rõ ràng thức quà ăn vặt này đang có sức tiêu thụ rất lớn vì nó không chỉ là món ngon mà còn được coi là một loại thuốc tốt cho đường hô hấp. Các cháu học sinh, thanh thiếu niên, nhất là nữ giới, những cái bà nội trợ, những cái người phụ nữ có tuổi rồi người ta cũng thói quen dùng từ xưa này, người ta hay dùng. Và chủ yếu những cái người dùng ô mai này là có thể là bị ho, viêm họng. Thế rồi là những người là người ta không bị làm sao nhưng người ta thích dùng như là một cái món quà ăn vặt hàng ngày hay là cho nó gọi là đỡ buồn miệng. Đặc tính của ô mai nó là mặn và nó là chua, nó là cay, vân vân. Do đó cho nên là nếu mà gọi là năm thì 10 họa mình mới dùng 1-2 viên ô mai mơ chẳng hạn thì nó không sao. Nhưng mà nếu mà dùng nhiều thì cũng phải tính đến một số bệnh có thể kiêng, không nên dùng. Ví dụ như là những cái người mà bị viêm loét dạ dày, hành tá tràng thì không nên dùng. Tuy nhiên nếu mua phải những sản phẩm ô mai không đảm bảo vệ sinh và bị ngâm tẩm hóa chất thì quả là lợi bất cập hại. Sau khi chứng kiến các công đoạn làm ô mai tại ngôi làng nổi tiếng chuyên sản xuất ô mai tại Hà Đông, Hà Nội, hy vọng quý vị và các bạn sẽ có một cái nhìn thận trọng và cảnh giác hơn khi sử dụng loại thực phẩm này để có thể bảo vệ được sức khỏe cho chính mình cũng như của người thân. Chương trình Ngon và Lành hôm nay xin được tạm dừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt, hẹn gặp lại.